xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 145 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấn like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. mời sự ủng hộ, quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây tiếp theo tập trước lúc bây giờ hàn uy nhìn thấy một người nữ tử đầu đội mũ phượng thân khoác khăn quàng hỉ bào màu đỏ thẫm từ cửa lớn tiến vào từng bước từng bước đi về phía linh đường những quan viên đứng phía sau không hiểu đầu cua tay nhau gì cũng lại cùng tiến vào có người đứng trong sân đang lắc đầu tức hận đang sắp cáo tử đi về đều giật mình tránh sang hai bên gia nhân phụ trách nghênh khách cũng hoảng sợ đứng đấy không dám ra nghênh đón keng cốp một vị cao tăng đắc đạo tu vi cao thâm định lực thâm hậu lỡ tay làm rơi nắp ấm trà rơi trên mặt đất phát ra tiếng leng keng chúng cao tăng ai nấy đều vẫn giữ tư thế bất động giống như thập bát la hán hộ pháp kim cương vậy cao quản gia giật mình ra nghênh đón giọng run run nói đại tiểu thư người người cao văn tâm nhìn lão một cái bỗng nở nụ cười cười đến mức cao quản gia không chịu được phải lùi lại một bước Cao vân tâm vút nhẹ lên linh bài trong tay, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi khẽ khẽ nói: "Đại nhân từng nhận lời với ta, qua tháng 10 này, khi tuyết rơi lất phất, ngài sẽ về kinh cưới ta. Hiện giờ thời khắc đã tới rồi, ta thấy trời này, có lẽ cũng sắp có tuyết rơi rồi. Dương đại nhân phải cưới ta rồi." Cao quản gia toát cả một hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói: "Tiểu thư, Dương đại nhân ngài ấy, ngài ấy đã qua qua" vừa chạm vào ánh mắt của cao văn tâm lòng của lão không khỏi phát lạnh Rốt cuộc cũng không nói tiếp được nữa cao văn tâm biết nói biết cười biết cử động nhưng đôi mắt kia căn bản không thấy một chút sức sống nào giống với đôi mắt phu nhân không khác chút nào cả cao văn tâm cầm linh bài như âm hồn bay vào linh đường những quan viên phía sau đi theo đuôi đã nghe rõ cuộc đối thoại của họ không kìm nổi lại lắc đầu thở dài một cái một mảng màu trắng đen thê lương phủ xuống đột nhiên xuất hiện một chiếc áo đỏ hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của Hàn Hấu Nương. Nàng nhìn chăm chăm vào Cát Văn Tâm, sau một hồi lâu, con người dường như đã có chút linh khí, khàn giọng mà kêu lên: "Văn Tâm tỷ tỷ, tỷ tỷ." Cát Văn Tâm đặt linh bài xuống, hai gối quỳ xuống khấu đầu với nàng, sau đấy mắt ngấn ngấn nước nói: "Phu nhân, nhà Văn Tâm gặp đại nạn, sắp xếp vào giáo phường ti, nếu như không phải nhờ đại nhân tương cứu, thì lúc này Văn Tâm chẳng phải đã trở thành một kỹ nữ cúi đầu nhẫn nhục, không biết liêm sỉ rồi sao?" hay là một đống xương khô vô danh cũng không chừng đây đại nhân đối với văn tâm ân trọng như núi văn tâm tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp được phu nhân văn tâm kìm lòng không đắng đã thích đại nhân mất rồi bây giờ đại nhân đã đi xa văn tâm tự biết thân phận mình hèn mọn không biết xấu hổ mà đến cửa chỉ cầu một thân phận thiết tì có thể danh ngôn chính thuận hầu hạ phu nhân có thể vì đại nhân thủ tiết đến già dâng hương tế bái xin phu nhân thành toàn nói đoạn hai hàng lệ nóng của nàng rơi lã chã từng giọt từng giọt rơi xuống đất theo động tác hạ bái của nàng hà nội nương cuối cùng cũng hoàn toàn hoàn hồn trở lại nghe lời nói của người tỷ muội kết bái này nàng kinh hoàng lắc đầu nói không không phần tâm tỷ tỷ muội và tuyết nhi ngọc nhi vì tấn công thủ tiết là chuyện phải làm nhưng sao có thể liên luyện cả đời của tỷ tỷ được nếu như muội đáp ứng tấn công nhất định sẽ không tha thứ cho muội đâu ca văn tâm buồn bã rơi lệ nàng lên tiếng nói Văn Tâm xấu hổ vì đã mở lời, thế nhưng cũng không dám lừa gạt phu nhân. Văn Tâm đối với cùng đại nhân sớm đã thẩm định chuyện chung thân. Đại nhân ngài đã đồng ý với Văn Tâm. Sau khi hồi kinh thì sẽ rước Văn Tâm vào cửa. Bây giờ tuy đại nhân đã đi rồi, thế nhưng Văn Tâm thì tình vẫn chung, lòng vẫn thuộc về đại nhân kia Ngoài đại nhân ra không nghĩ gì khác cả. Xin phu nhân nhất định, xin hãy thành toàn. Các Văn Tâm nói xong lại bái thật sâu. Hà Nấu Nương vội vã muốn đỡ nàng lên nhưng hai đầu gối vẫn tê dần đã không cử động được nữa chỉ có thể gấp gáp và nói văn tâm tỷ tỷ xin hãy đứng lên đi muội không chịu nổi đại lễ như vậy tướng công chẳng chưa từng nói với ta việc này sự yêu quý của tướng công đối với tỷ tỷ trước giờ chỉ có hơn chứ không kém ấu nương sợ sẽ làm sai tâm ý của tướng công hại đến chuyện dung thân của tỷ tỷ lúc xuống dưới cửu tuyền cũng không có mặt mũi nào mà đối diện với tướng công kìa Tuyết lấy mai thấy vẻ mặt kiên quyết của Ca Văn Tâm, như đến bức xuân cung đồ lúc trước từng nhìn thấy. Văn Tâm và Tấn Công sớm đã có quan hệ giống như phu thê, lấy sự trinh liệt của Văn Tâm tỷ tỷ sao có thể chấp nhận người khác được. Hôm nay, nàng mặc cát phục đi thẳng vào linh đường, nếu như Âu Nương không đáp ứng, chỉ sợ lập tức sẽ có một mạng người, nên nàng vội vàng cúi xuống nói nhỏ mấy câu vào tai của Hàn Âu Nương. Hàn Âu Nương nhìn về phía Ngọc Đường Xuân, Ngọc tỷ cũng gật đầu đồng ý, Hàn Âu Nương mới chịu, nàng thở một hơi thật dài, lên tiếng Văn tâm tỷ tỷ là tướng công nhà muội đã có lỗi với tỷ. Tỷ tỷ vốn là tiểu thư khuê khác hiện tại lại đường đường là nữ quan của triều đình, sao có thể để cho tỷ tỷ hạ thấp mình đến cửa như vậy được? Tướng công hiện tại đã đi, dương phủ sẽ do muội làm chủ. Ấu nương phải hành lễ văn xính, tam mai lục chứng, dùng kiệu lớn tám người khiêng để đón tỷ về. Thời gian thì cứ định là ngày mai. Tỷ tỷ, muội và tỷ kết nghĩa kim lan, tỷ tỷ lại chưa khỏi bệnh năn y cho tướng công. Đối với dương gia muội có ân lớn tựa với trời đất kia ấu nương không dám để cho tí tỷ chịu thiệt sau này muội vẫn là muội muội ấu nương của tí. hai chữ phu nhân xin chớ nhắc đến mọi người nghe vậy liền mừng rỡ được ca văn tâm thúc đẩy tinh khí thần của phu nhân dường như đã quay trở lại nhìn thấy ca văn tâm cũng nhớ đến đứa con biết vì tướng công nuôi dưỡng đẻ sau cho tốt mới là trách nhiệm chính của người vợ giọng điệu của nàng không còn tiêu cực dường như đã mất đi ý niệm tự sát tuẫn tiết ở trong đầu xin đa tạ phu nhân đã thành toàn Văn Tâm, Văn Tâm cảm kích cả đời. Cao Văn Tâm nói xong, ôm cổ ấu Nương, hai người ôm nhau khóc to, tiếng khóc bị ai khiến người xót xa. Cao lão quản gia lau lau nước mắt, nhanh chóng đi ra ngoài thu xếp. Tiểu thiếp vào nhà, nào có đáng quan trọng như vậy, vào cửa thì chính là người trong nhà rồi. Bây giờ phu nhân nói phải đưa lục lễ, hạ văn dính là đưa tiểu thư lên thành bình thê rồi. Tiểu thư quan lại thế ra, tuổi trẻ, tướng mạo xinh đẹp, lại là thần y nổi tiếng kinh thành, nhưng vận mệnh đa chuyên gia môn xa sút trở thành thị tỳ lại bị vị hôn phu đưa thư từ vợ đầu đường cuối phố không biết có bao nhiêu lời qua tiếng lại hiện tại bây giờ tiểu thư quyết tâm muốn gả cho lão gia đại phu nhân lại mở miệng cho phép tiểu thư làm bình thê thì tiểu thư chính là phu nhân chính thất của quốc công công quốc công gia được cưới hỏi đàng hoàng tuy nói vừa vào cửa đã phải thủ tiết nhưng phu nhân của quốc công gia là nhất phẩm đó là phúc phận tu mấy kiếp đây Cao quản gia là lão nhân của Cao gia, nghe xong tin này vừa xót xa vừa vui mừng, đặc biệt là tiểu thư vừa đến, phu nhân đã xóa đi ý niệm tuẫn tiết. Tuy lão gia đã đi rồi, thế nhưng cái nhà này vẫn còn làm người quản sự lo liệu chuyện quản lý tòa đại viện này, lão có thể không vui hay sao? Hỉ sự này thế nào cũng phải làm cho vẻ vang một chút, nhưng không thể khiến cho tiểu thư chịu oan ức nữa. Tuy cao lão quản gia hiểu nhiều, biết rộng, cũng từng nghe nói về âm hôn giữa người sống và người chết, giữa người chết và người chết. Nhưng nghi thức cụ thể lão cũng không rõ Trong lúc vội vã muốn tìm hiểu cách làm cũng không dễ dàng gì Hơn nữa hiện tại lão không thể rời khỏi nhà Nên cao quản gia bèn gọi hai gia đình tới Phải đi mấy thôn bảo giáp lân cận mà hỏi thăm Tìm người làm mối âm hôn Là một âm hôn hoành tráng của tiểu thư và vong hồn của Dương Đại Nhân Tin Dương Lăng gặp nạn là tin gấp 800 dặm Đến rất nhanh Mãi đến hôm nay tấu trương thục vương chuyển ngôi cho thế tử mới vào trong kinh được trong tấu chương có kể rõ lý do truyền ngôi khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn còn kể tỉ mỉ sau khi bình định loạn đô trưởng man dương lăng đại trí đại dũng như thế nào phá giải âm mưu người con vợ kế là chu nhượng cận giết thế tử bảo vệ được người hiện tài nhất mạch của thục vương tấu thỉnh hoàng thượng khen thưởng dương lăng trong thư đề cập đến chuyện có khả năng chu nhượng cận cấu kết với một vị phiên vương có ý tạo phản chuyện đó chỉ là lời một phía không có bất kỳ chứng cứ nào cả sao biết không phải là y vu cáo lung tung đây nếu nói đến đáng nghi thì đó là ninh vương nhưng theo tình báo của phiên tử do dương lăng phái ra mang về bên phía ninh vương ở giang tây ngoại trừ ở nông thôn thì đầy thổ phỉ trong thành thì băng phái như rừng khiến chứng khí mù mịt ra thì ninh vương ra cả ngày ăn chơi đàng điếm không có chút di động nào thật sự là không có cách gì bắt y thứ hai tuy nói thuộc vương phủ có một chu nhượng cận chẳng ra gì nhưng chu tân hàn và chu nhượng hủ thật sự là vô cùng tài đức sáng suốt một khi có liên quan đến tạo phản thì hai vị này đều bị cắt đất phong, áp tải về kinh sư giam cầm. Về công, đột nhiên thay đổi thế cục chính trị hơn trăm năm của tứ xuyên. Vào thời điểm nhạy cảm này, ắt tạo ra loạn thế. Còn về tư, chuyện phiên vương ức hiếp bách tính gây họa ở địa phương trong thiên hạ rất nhiều. Cứ phải lôi hiền vương ra, trong lòng Dương Lăng cũng cảm thấy rất bất công. Điều quan trọng nhất là nếu như chuyện này công khai thượng tấu, lại không chỉ ra cấu kết với phiên vương nào, người phản loạn thật sự ắt sẽ cảnh giác, càng ngụy trang cẩn thận, muốn nắm lấy nhược điểm càng khó hơn nữa cũng sẽ dọa cho các phiên vương khác nghi thần nghi quỷ có vài phiên vương sợ hoàng thất thoái nghi mình bị tay bay vạ gió vì tự bảo vệ mình bị người có tâm địa kích động không chừng sẽ tiên hạ thủ vi cường không muốn phản mà cũng phải làm phản chuyện chính trị là vậy chỉ xử lý một chuyện nào đấy một cách vô ý không những sẽ sinh ra hậu hoạn mà còn sinh ra hậu quả khó có thể đoán trước được dưới sự kích động của các thế lực khác có suy xét như vậy, Dương Lăng và Chu Nhượng Hủ mới thương lượng nghi định tạm thời giấu giếm chuyện này, đợi sau khi Dương Lăng hồi kinh bàn bạc riêng với Hoàng đế. Vì vậy, chính Đức vẫn chưa biết tình hình cụ thể ở trong đấy như thế nào. Đọc phong thư này, chính Đức càng thêm buồn bực. Dương Lăng là do y phái đi tứ xuyên điều tra vụ án thuộc vương mưu phản. Sau khi Dương Lăng công phá cửu ti thành, đạt được thắng lợi trong cuộc chiến Bình Man, liền đưa tin chiến thắng về kinh sư. Trong tố trường cũng đã giải thích những nghi vấn về thuộc vương, thuật lại rằng Kim Chuyên một loại gạch chân phẩm của người Hán xưa đều là trương man a đại vương bắt trước thiên tử mà gây ra gã bị người ta tăng bốc tận mây xanh tự lập làm vương kê long ỷ mặc long bảo lát kim chuyên vì để ra dáng đã tiêu hao một số tiền lớn để mua về chuyện đã làm giữa thanh thiên bạch nhật nhưng gã cũng vì vậy mà dâng lên tính mạng nếu như sớm biết có kết quả này chính đức hoàng đế thà rằng trước kia mình chưa từng hạ ý chỉ kia chính đức nắm chặt trong tay bản tấu chương của thục vương đi lên loan giá sắc mặt âm trầm giống như thời tiết hôm nay mây mù dày đặc nhìn chỗ nào chỗ nấy cũng không vừa mắt dọa cho đội nghi trượng đều câm như hến không ai dám gây ra tiếng động nào mấy trăm người đến trước điện kim loan từ đầu đến cuối đều nghiêm nghị chỉnh tề im lặng như tờ hoàng đế chính đức thăng giá điện kim loan bước lên minh gian bảo tọa hai tay vịn vào long đầu chậm rãi ngồi xuống văn võ bá quan đồng loạt đi đến chính giữa đại điện phủ phục bá lệ hô to vạn tuế chính đức âm trầm khoát tay qua loa mà nói các khanh bình thân các đại quan tay cầm hốt một chiếc thẻ bằng tre ngà hay ngọc mà quan lại cầm lúc thiết triều dùng để ghi chú những điều cần bẩm tấu các quan lại cầm bản hốt đứng dậy từ đứng lộn xộn trở thành đứng theo hai hàng tả hữu bên văn bên võ chính đức lên tiếng chư vị ái khanh đêm qua chấm nhận được tấu của tứ xuyên thuộc vương nói thân thể nhiều bệnh tinh lực không đủ cho nên các đại quan tay cầm hốt từ từ đứng dậy từ đứng lộn xộn trở thành đứng theo hai hàng tài hữu bên văn bên võ chính đức lên tiếng nói chư vị ái khanh đêm qua chấm nhận được tấu chương của tứ xuyên thục vương nói thân thể nhiều bệnh tinh lực không đủ cho nên các đại quan hai tay cầm hốt nhìn chăm chú mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đang nghe hoàng thượng nói bỗng cảm thấy tốc độ nói của hoàng thượng càng lúc càng chậm không khỏi liếc mắt nhìn lên bảo tọa một cách kỳ quái chỉ thấy trong tay chính đức giơ lên một bản tấu trương. hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước nhìn một hồi lâu bỗng dưng nói đây là vật của ai làm rơi vậy mọi người nhìn theo ánh mắt của chính đức dưới đất ở chính giữa đại điện một cuộn giấy đang đặt ở đấy cuộn giấy không lớn lắm nhưng trên nền lát kim chuyên bóng loáng như gương thì một vật như vậy lại ở ngay cửa cung thời tiết âm trầm ánh sáng phản chiếu không mạnh cho nên cuộn giấy đó đặt ở giữa đại điện có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất là đẹp mắt. Hốt là một loại thẻ bằng tre, ngà, ngọc mà con lại cầm lúc thiết chiều dùng để ghi chú những điều cần bẩm tấu. Lúc bấy giờ, sau khi cuộn giấy xuất hiện, lập tức liền có một vị ngự sử đại nhân ở khá gần đấy đi sang nhặt cuộn giấy lên. Vừa nhìn thì thấy có dấu niêm phong, có dây quấn, hiển nhiên không phải là vật túy để ở đấy. Lại nói cũng không có ai dám ném bừa rác ở trong kim điện. Y nhìn sang hai bên thấy không ai nhận Liền không người thi lễ Hai tay dâng cuộn giấy lên Hắn lên tiếng nói Hoàng thượng Chính Đức khoát tay Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Bảo tọa vội vàng đi xuống Tiến lên tiếp nhận Rồi lại quay trở về cung kính Đưa cho chính Đức Chính Đức cầm trong tay Cao giọng nói Cuộn giấy này là của vị ái khách nào vậy Nhìn thử xem là ai làm rơi đây Hơn trăm vị quan viên văn võ Vô thức sờ sờ vào ống tay áo Túi thắt lưng Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng chính đức hoàng đế thấy không ai nhận vật bị mất liền tháo dây quấn mở cuộn giấy ra xem y chỉ xem sơ qua sắc mặt liền thay đổi nhìn quần thần cười lạnh lùng lên tiếng đây là giản thư là ai viết cho chấm vậy đứng ra nói chuyện lúc này các đại nhân mới biết rằng có người dùng phương thức này để đưa thư nặc danh lên cho hoàng thượng nhưng bá quan đứng dậy đều tự chỉnh áo bào hốt ngà rồi chỉnh ô sa ai không làm gì thì nhìn xuống dưới chân lại nói cũng đã quen với bộ dáng không một hạt bụi của kim điện không ai ngờ rằng dưới chân lại xuất hiện một vật như vậy tâm tình của chính đức không tốt thấy không ai trả lời không khỏi giận tí mặt vỗ lên án mà nói Hừm, nếu là ngôn quan nói ra vô tối nếu là đại thần khác cũng theo lý mà can gián lẽ nào chấm là hôn quân không nghe ai cả hay sao cần gì phải lén lút như vậy mà đưa thư nặc danh đấy quần thần nhìn nhau vẫn không ai đứng ra thừa nhận chính đức giận dữ đứng dậy phẩy tay áo vào một cái rồi mới nói vãi giá hồi cung văn võ ba quan ngơ ngác nhìn nhau hoàng thượng chưa nói bãi chiều đi cũng không thể đi ở lại cũng không có ý nghĩa gì mãi đến lúc chính đức hoàng đế tức giận dẫn tiểu thái giám đi đến cản thanh cung tây noãn cát kim điện mới trở nên ồn ào văn võ bá quan tụm năm tụm ba lại một chỗ mà hỏi nhau ê lão trương ngài có thấy rõ không viết cái gì vậy mà khiến hoàng thượng nổi giận như vậy vậy Lưu đại nhân, ngài không phải đã nhìn thấy đó sao? Ta nhặt lên không ai nhận, không phải lập tức trình lên hoàng thượng rồi hay sao? Ta nào biết được trong đó viết cái gì chứ? Ê, Trần đại nhân, vị trí vật đó rơi hình như là chỗ ngài đứng lúc tham kiến hoàng thượng phải không? ấy da, Lý đại nhân à, quen thì quen, ông cũng đừng nói đùa chết người ta như thế chứ. Ông không thấy hoàng thượng tức giận bao nhiêu hay sao? Người can gián này đến tên cũng không dám viết, thứ bên trong không cần hỏi, khẳng định là không lọt tai rồi. Ông thấy ta có giống loại người ngỗ nghịch với quân thượng hay không? Hey, nói cũng đúng. Trần Đại Nhân là người rất cẩn thận, tỉ mỉ. Hơn nữa, người người chen chúc nhau như vậy. Lúc đứng dậy, ai thuận tay vứt xuống thì đứng dậy tay đã rời khỏi kim chuyên rồi. Trong lúc đó còn ai chăm chú nhìn, khó mà nói là ai làm được. Trong lúc nhất thời, trên thừa thiên điện giống như một cái chợ bán rau, lộn xộn, bát nháo. Lý Đông Dương làm nội các thủ phụ, cất giọng lên tiếng, Yên lắng, yên lắng Đây là nơi tạo triều nghị chính Là kim loan điện, phải giữ quy củ Ổn nào như vậy còn ra thể thống gì nữa đây Chấn điện tướng quân, duy trì trật tự Có quan viên quan biết Lý Đông Dương Lớn tiếng mà nói Lý đại học sĩ, hoàng thượng phải tay áo bỏ đi Buổi chiều chính này không nghị được nữa rồi Hạ con ở đây còn có ba việc quan trọng Chuẩn bị khởi tấu hoàng thượng Ngài hãy nghĩ thử biện pháp gì đi chứ Đúng vậy, Lý đại nhân à trong nhà môn của hạ quan công văn chất cao bằng người mà trung quy ở đây cũng không phải là cách đâu Đại học sĩ có phải nên đi khuyên hoàng thượng về đây hay không Lý Đông Dương không biết phải làm sao liền thấp giọng thương nghị mấy câu với Tiêu Phương và Dương Đình Hòa Sau đấy liền gọi một tên tiểu hoàng môn Sai gã lập tức cấp rút đi thỉnh hoàng đế lâm triều Hoặc tiếp kiến ba vị đại học sĩ Tiểu hoàng môn nhận tin chạy nhanh như chớp về phía hậu cung Lưu Cẩn ở Ti Lễ Giám nghe nói Tảo Triều có người gửi thư nặc danh Khiến cho Hoàng thượng giận dữ Giờ đang bực bội ở Càn Thanh Cung cũng vội vàng chạy đến chạm mặt với tiểu hoàng môn ở cửa càn thanh cung lão hỏi rõ tình hình bảo tiểu hoàng môn đó đứng sang một bên lão tự mình đi vào cung gặp chính đức vừa bước vào cửa thì lão nhìn thấy chính đức đang nói chuyện cùng với vĩnh thần công chúa chỉ nghe vĩnh thần công chúa nói hoàng huynh huynh ở trong báo viên cả ngày cũng không có hồi cung lấy một chuyến bệnh của thái hoàng thái hậu lúc tốt lúc xấu thái y trần trị cũng không thấy tốt hơn kìa mà mấy ngày nay tỷ tỷ cũng trông có vẻ ốm yếu nhiều Thứ ngày thường tỷ ấy thích ăn nhất Giờ ăn cũng không ngon Vậy mà Hoàng Huynh cũng không biết hỏi đến một câu hay sao Lưu Cẩn nhân lúc nàng ta vừa nói xong Khẩn trương nói chen vào Lão lô bái kiến hoàng tướng Bái kiến vĩnh thuần công chúa điện hạ Vĩnh thuần không để ý đến lão Chính Đức cũng không để ý đến lão Chính Đức nói Sao vậy ngựa muội ngã bệnh hay sao Chắc là vậy đã ba ngày nay rồi Vốn dĩ vẫn rất khỏe Bỗng nhiên không muốn nói chuyện dùng thiện cũng không ngon miệng triệu thái y chỉ nói thời tiết chuyển lạnh chúng phong hàn đến nỗi hàn khí nội xâm không muốn ăn gì cả kê thuốc điều trị cho tí tí thế nhưng cũng không xong tuổi của chính đức dần lớn cũng càng thêm yêu thương muội muội vừa nghe lập tức để trong lòng liền đứng dậy nói những tên thái y rắc rưởi đấy thái hoàng thái hậu tuổi đã cao không dễ trị khỏi thì thôi sao đến ngựa muội bị chút phong hàn cũng không trị được vậy đi dẫn chấm đi xem thử y nhìn lưu cẩn một cái nhớ đến thư nặc danh vứt trên bàn liền tức giận mà nói lưu cẩn ngươi trưởng quản nhị sưởng nhất vệ giờ chấm hạ ý chỉ cho ngươi đi điều tra rõ ràng cho chấm xem bắt người gửi thư nặc danh này lại cho chấm phạt 30 mươi trưởng người can gián vô tội không có một minh quân nào không chấp nhận thần tử can gián cả thế nhưng bây giờ lại có người giấu đầu loài đuôi dùng phương thức đặc danh bỏ thư thượng tấu trên kim điện thật sự là buồn cười mà cơn phong ba mật gián nặc danh xuất hiện sau đó quần thần sẽ công kích lẫn nhau lục đục với nhau kết đảng loạn chính triều đình sẽ bị hủy đặc biệt là trong thư bắt bóng bắt gió không hề có căn cứ gì cả trong đó còn có nội dung đề cập đến ngươi tự mình xem thư đi nhất định phải bắt được người này cho chấm những chuyện này đều là sự thật đương nhiên khiến cho lão vừa kinh vừa sợ nhưng điều khiến cho lão nổ cơn tâm bành lại là chính lệnh gia tăng thuế khóa ở phúc kiến tứ xuyên vơ vét của cải từ quan viên và phú thân đây chính là biện pháp hay mà lão dốc hết tâm huyết mới nghĩ ra được, vừa có thể giúp cho triều đình giật gấu vá vai, tăng thu cho nguồn tài chính càng ngày càng tung quẫn, lại có thể giải quyết vấn đề thiếu quân hưởng cho Tây Bắc quận. Hai chuyện này thật sự là lão không có chút tâm tư nào, cũng căn bản không muốn ăn lời gì ở trong đấy. Ta một lòng vì hoàng thượng, vì triều đình, cái bọn khốn này không có bản lĩnh nào, bảo bọn chúng nghĩ cách thì không nghĩ ra, soi mói thật xấu thì lại xuất sắc như vậy, cả ngày soi mói ta, Thật là mũi không ra mũi, mắt không ra mắt mà. Lưu Cẩn cảm thấy vô tội, ủy khuất, oan ức, lửa giận trong lồng ngực cũng càng ngày càng bùng phát dữ dội. Lão biết triều thần này khinh thường lão từ trong xương tủy, còn khinh lão hơn cả đám ma quỷ Dương Lang kia. Ai bảo lão là thái giám, tiên thiên bất túc cơ chứ? Đối với những quan viên đó mà nói, trong đấu tranh chính trị, bất luận ai thắng ai thua, nào sợ đối thủ là thứ bao dơm, cấp dưới là thất học, người lỗ mãng mà bản thân khinh miệt trong lòng của lão đau đớn có thừa cũng không dễ dàng vượt qua như vậy dù sao vẫn là cùng một loại cấp bậc như nhau đều là thần tử trong một chiều đều là nam nhân là hán tử nhưng mấy tên nô tài âm dương quái khí đó thì là cái gì đây là hoạn quan là hạ nhân hồ hạ hoàng thượng một đám không phải nam cũng không phải nữ bị áp dưới cái tên thái giám thì giống như phu nhân thế đại danh môn được kế hỏi đàng hoàng không ngờ lại phải lưu lạc đến nỗi cùng đường cùng đứng cùng ngồi với tiểu thiếp rất thân thanh lâu còn thường phải để à lo liệu việc nhà Nghe ả chỉ bảo Cái gì có thể nhẫn nhịn Thế nhưng chuyện này thì không Hiện tại ngôn quan nương tựa vào Lưu Cẩn đã đông Tai mắt càng lúc càng linh thông Lão mới dần biết mấy kẻ đọc sách Ở Hàn, Lâm Viện, Đô Sắt Viện Đều nhìn lão như vậy Vâng, ta tham ô Người tố cáo ta ư, ừ. được Ta nhận hối lộ, người, người tố cáo ta Được, ta tận tâm tận, tận lực Đưa ra chủ ý hay cho Hoàng thượng Cũng bởi vì ta là ta nghĩ ra Các người cũng không phân xanh phân đỏ Phân trắng phân vàng mà tố cáo ta còn nặc danh nữa sao Được Lưu Cẩn nghiến răng nghiến lợi mà kêu lạnh Ông nội ngươi Còn một người thiếp Còn là kỹ nữ nữa thì sao nào Hoàng thượng sủng ái ta Các ngươi hèn kém quá đi thôi Hôm nay hoàng thượng giao chuyện này cho ta làm Xem Lưu Gia Gia làm sao Mà chị các ngươi Một đám không biết xấu hổ Lão Thu bức mật rán vào trong tay áo Mặt mày xanh mét Giấy là giấy thông thường Chữ rõ ràng là dùng tay trái để viết Siêu siêu vẹo vẹo là ai đã gây khó dễ cho mình đây trong mật gián ngoại trừ liệt kê 10 đại tội của mình còn liệt kê 10 điều không ổn của dương lăng ví dụ như làm trái với chính sách bình định vỗ về có hiệu quả rõ rệt mà trước giờ triều đình đại minh vẫn dùng đối với man tộc tự ý động binh trinh phạt ví dụ như thăng dương lăng làm quốc công ân thưởng quá trọng thủy hiệu bốn chữ văn thanh võ đức quá hậu trên cả những tiên hiền công thần của bổn triều như vậy xem ra không phải là dương nhiệt của dương lăng rồi Ừ, phe phái của dương lăng giờ quần long vô thủ hôm qua lưu vũ thấy mình thì khách khí rất có ý lệnh bợ đám người này định ôm đuổi ta đây không có dương lăng bọn chúng nào có lá gan đối nghịch với ta chứ phải nói là không sợ chết sao trên mặt của lưu cẩn hiện lên nụ cười u ám nếu nói đến kẻ không thức thời không cần nhắc không biết chừng mực cũng chỉ có thanh lưu nho phái hổ lậu tập bậc kia mà thôi lão giả bước đi ra khỏi cung cẩn thanh gọi tên tiểu hoàng môn nọ lại rồi nói quần thần còn đang hầu ở kim điện không tiểu hoàng môn nọ vội vàng nói dạ còn á công công hoàng thượng không hạ chỉ bãi chiều văn võ bá quan phải hầu trong kim điện cho nên phái tiểu nhân đến thúc giá lưu cẩn cắn răng cười khanh khách nói không cần thúc giá nữa đâu ngươi lập tức trở về nói cho văn võ bá quan rằng hoàng thượng hạ chỉ phải điều tra rõ bức mật gián phỉ báng đại thần vọng ngôn loạn chính là do ai viết kìa ta sẽ phụng trí lập tức sẽ đến muốn văn phó bá quan phải chờ ở kim điện tiểu hoàng môn nọ nhìn thấy lão sắc mặt dữ tợn không khỏi giật mình liên tục vâng dạ không ngớt vội vàng chạy về kim điện báo tin lưu cẩn oán giận gọi thị vệ sang hắn lên tiếng mau mau đi gọi thạch văn nghĩa lập tức lĩnh 500 đại nội cẩm y vệ đến kim điện chờ ta phụng trí em phải bắt kẻ gian thẩm vấn kìa Quần thần đang trông ngóng hy vọng hoàng thượng trở lại chiều thì thấy tiểu hoàng môn chạy vụt trở về, xé giọng mà nói: "Truyền chí, ho hoàng thượng phái tỷ lễ giám lưu công công điều tra rõ kẻ đưa mật gián trên kim điện, vọng ngôn loạn chính, vì báng đại thần lòng mang điều ác kia, văn võ ba quan chờ kim điện." Trên kim điện nhất thời tĩnh lặng, các quan đều đoán rằng: "Vì báng đại thần vọng ngôn loạn chính sao? Là chỉ ai vậy?" À, Hóa ra là đề cập đến Lưu Công Công Vừa nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Lưu Cẩn Môi nhếch thành một đường Hai mắt phun ra lửa Các quan viên lập tức bừng tỉnh đại ngộ Có người thầm thở phào Cười mỉm Chỉ chờ xem nó nhiệt Lưu Cẩn từng bước đi vào đại điện Đứng trước minh tiền bảo tọa Ánh mắt quét ngang một vòng Từ trái sang phải Dơ cuộn dưới lên Giọng the thé mà nói Đây là bút tích của vị đại nhân nào vậy <laughs> Dám làm mà không dám nhận Là đàn ông thì đứng ra đây cho ra bên cạnh vẫn yên tĩnh thế nhưng chỉ yên tĩnh trong chốc lát thì bỗng có tiếng cười khe khẽ phát ra <laughs> một tên thái giám chửi nhau với người ta còn dám thẳng lưng ngỡn ngực nói người ta là đàn ông thì đứng ra sao điều này có buồn cười không cơ chứ lưu cẩn cũng kịp phản ứng lập tức nét mặt già nua như nhuộm máu gà nhìn hai tiểu hoàng môn bên cạnh sợ khuôn mặt của lưu công công một lát nữa sẽ nổ toang ra những thái giám có địa vị như lưu cẩn trong cung đều gọi lẫn nhau là gia lão nói theo thói quen vừa mới mở miệng thì đã nói ra phải nói điều cấm kỵ nhất trong lòng thế giám chính là khiếm khuyết về sinh lý của bọn họ có những người tự ti đến cực điểm thì tự khinh thường mình có những người thì xem như là thiên đại cấm kỵ ai dám lấy điều này ra nói đùa trước mặt kẻ đấy thì kẻ đấy sẽ liều mạng với ngươi lấy quyền thế địa vị như lưu cẩn hôm nay sao có thể chịu cười nhạo như vậy được tiếng cười giống như từng cây từng cây châm ghim vào trong lòng của não lưu cẩn bỗng nhiên cười to ba tiếng rồi quát Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không được vậy ta sẽ cùng các ngươi vui đùa một chút vậy muốn chơi thì phải chơi lớn người đâu thạch văn nghĩa dẫn hai đội cẩm y vệ dầm dập dầm dập xông vào kim điện ngang ngang lướt nhìn quần thần một cái chắp tay nói với lưu cẩn xin công công dặn dò lưu cẩn đưa tay lên môi rồi nói mời chư vị đại nhân ra ngoài quỳ dưới thừa thiên môn trừ phi tìm ra ngoài dán thư đừng hòng quay rời khỏi đây được tuân lãnh thạch văn nghĩa tay đặt trên tú xuân đao bắt đầu chỉ huy cẩm y vệ xua người ra ngoài các đại thần vừa kinh vừa giận có người biết nặng nhẹ có người kêu oan có người to gan mắng chửi tại đương trường lưu cẩn càng nghe được lời mắng lợi hại thì trong lòng càng sảng khoái chỉ cười lạnh không nói thạch văn nghĩa và dương ngọc là người phụ trách thủ lĩnh cẩm y vệ của hoàng cung đại nội vốn là bộ hạ của tiền ninh tiền ninh đi nam kinh chấn phủ ti thiệu chỉ huy thượng nhiệm bị Lưu Cẩn mượn cơ áp giải vào Thiên Lao. Lưu Cẩn vừa đấm vừa xoa, chiêu nạp hai thiên hộ cầm y vệ vào dưới trướng của mình, trở thành chó săn của lão. Tháng này gió rét thổi vù vù, nhìn thời tiết mây mịt mù âm u, không chừng tuyết đầu mùa sắp rơi đến nơi rồi. Các vị thần, người cưỡi ngựa, kẻ ngồi kiệu đến ngoài ngọ môn đều cởi y phục ra, nặng nề đưa cho hạ nhân đứng ở bên ngoài lạnh đến thấu xương. Tất cả quỳ xuống, Lưu Cung Công Công phụng ý chỉ của Hoàng thượng, là chuyên án cấm say, ai dám kháng chỉ đây đám cẩm y vệ lớn tiếng hét lớn một vài quan viên xấu hổ nhẫn nhịn cam phấn mà quỳ xuống có kẻ đứng ngạo nghễ bất động cũng phần lớn bị đồng liêu hảo hiếu kéo rồi khuyên quỳ xuống chỉ còn lại hai ba kẻ bứng bỉnh hét lớn sĩ khả sát bất khả nhục hoàng thượng không có ở đây ta há có thể quỳ trước một hoạn quan được hai ba người này rất nhanh bị cầm y vệ giống như bẻ gốc cao lương kéo lê đi đưa đến chỗ hẻo lánh được hưởng đãi ngộ đặc thù lý đông dương giận đến môi giật giật giọng run run lên tiếng lưu công công văn võ toàn triều quỳ ở ngoài thừa thiên điện điều này điều này hoàng thượng há có biết thế không lưu cẩn đối với y lại rất khách khí vội vàng cười nói hey, ta phụng mệnh ban sai của hoàng thượng bằng không ai bằng lòng đắc tội với nhiều vị đại nhân như vậy đây lý đại nhân tiêu đại nhân dương đại nhân ba vị các ngài là nội các thủ phụ đứng đầu các quan Chuyện này nhất định là không mắc kiểm nghi rồi Ba vị tạm thời xin đứng sang một bên Ai bên đó Mau dọn chỗ cho ba vị đại học sĩ đi Lưu Cẩn nói xong Xoay người đi lên đan bệ Ngạo nghệ tứ phương, uy phong tám bề Gió thổi mắng bào phập phồng không ngừng Giống như bên trên có thêm một con mắng xà Còn sống vậy, cảm giác này thật là tốt Lý Đông Dương muốn xoay người gấp rút Mời Hoàng thượng Thế nhưng thái giám trong cung đều sợ Lưu Cẩn Không có mệnh lệnh của lão Ai dám vọng động đây Ti điện thái giám thất vân Cảm thấy không ổn vội vàng đi lên đan bệ Mà nói nhỏ Lưu công công Ngài đứng ở đây thẩm vấn báo quan Không thích hợp lắm đâu Lưu cẩn còn chưa hết cảm mạo Bị gió thổi nước mũi lại chảy ra Lao lấy khăn tay lao lao rồi hỏi Thế này có gì không ổn chứ Lưu cẩn đi sang Đang đau đầu vì chuyện mật gián Lưu cẩn giỏi nhất là suy đoán tâm lý người khác Biết làm sao để hoàng thượng vui Hoàng thượng ghét cái gì thì phải ghét cái đấy theo Hoàng thượng cảm thấy quần thần không hiểu người Vậy thì ta hiểu người Hoàng thượng còn có thể không cảm thấy ta đây Dễ thân dễ gần là một thần tử chi kỷ hay sao Cho nên Lão muốn nghe vì chuyện gì Mà hoàng thượng tức giận để tỏ vẻ thông hiểu Kéo gần quan hệ Cùng bàn luận với hoàng thượng Tóm lại cùng đứng trên một chiến hào với hoàng thượng Chắc chắn sẽ không đứng nhầm phe Lại nói Hiện tại công văn của lục bộ kiểu khanh Đều được lão xem qua trước Sau đấy mới có thể lấy về xử lý Người này mọc thêm một lá gan hổ Thật không ngờ lại dám không cho lão xem thư nặc danh trước Đây chẳng phải là cái lò phía trên bệ bếp hay sao Ai cũng học theo thì triều đình còn quy củ gì hay sao Bây giờ vừa nghe một rán còn liên quan đến lão Lưu Cẩn hoảng sợ Ở trước mặt vĩnh thuần công chúa Lão cũng không dám hỏi nhiều Lập tức dạ dạ vâng vâng rồi đi đến trước hoàng đế Lưu Cẩn khẩn trương mà bước bật dán ra xem tỉ mỉ Vừa xem liền sợ đến cả Mái đầu bạc đẫm mồ hôi trong một dán liền kê 10 đại tội của lão văn phong bay bổng dùng từ nghiêm nghị trong đấy có chuyện lão mượn cơ hội tu sửa báo viên lén bỏ túi riêng, còn có chuyện thuê thợ săn sơn đông thanh châu bắt hổ thế nhưng lại không đưa tiền trợ cấp cho họ không đưa tiền trợ cấp cho người đã chết đám thợ săn mang xác đi kháng nghị lão lại triệu tập quân đội cường hành chấn áp dân oán sôi trào nhưng lại thượng báo hoàng thượng đã thi ân vỗ về bỏ qua tội khi quân của bách tính thanh châu tất vân là một thái giám thành thật hiền hậu phẩm bậc còn rất cao, không kém Lưu Cẩn. Chẳng qua lão là công công quản sự, chuyên môn phụ trách khẩu hạ trên kim điện, chức vị tuy là cao đấy, thế nhưng không có thực quyền, lại không méo bở. Bởi vì không có xung đột thiệt hơn với Lưu Cẩn, lại là lão nhân trong cung, nên đối với lão, Lưu Cẩn vẫn rất tôn trọng. Tất Vân lên tiếng khuyên nhủ. Lưu Công Công, bá quan quỷ hướng về Kim Loan Điện, Công Công lại đứng trên đan bệ giống như nhận lễ vậy. Chuyện này nếu bị người khác khạch tối, thì đó là tội lạm quyền kìa ồ oh, có lý tất công công nhắc phải lưu cẩn đa tá đa tá lưu cẩn vội vã đi xuống đan bệ chạy đến đứng dưới hành lang phía đông thừa thiên môn đứng bên cạnh chất vấn bá quan nhưng bất luận lão hỏi như thế nào thậm chí giả cười nói chỉ cần có người thú nhận cam đoan sẽ không truy cứu sửng sốt là không có một vị quan nào gật đầu lưu cẩn hận đến ngứa răng ngứa lợi gọi người mang ghế đến ngồi ở dưới mái hiên trong tay đang cầm bình trà nóng xem thử chúng ta ai chịu đựng giỏi hơn ai nào sắp qua hai canh giờ người quỳ phía dưới đã đau hông mỏi gối hai chân phát run có người không chịu nổi đặt mông ngồi xuống đất tiêu các lão vút sâu cúi đầu lông mày hình chữ bát màu trắng khẽ nhướng mắt thiếp thành hình tam giác nước mắt nhìn quần thần khẩn trương thu hồi ánh mắt ơi có lỗi có lỗi quá ai biết lưu cẩn tức giận như vậy chứ trừ vị đồng liêu <laughs> lão phu thật sự cáo lỗi lưu cẩn lại thành thơi nghe thấy tiêu phương ho khan quay đầu lại cười nói hôm nay trời đã trở lạnh rồi các lão tuổi đã cao như vậy nếu như nhiễm phải phong hàn vậy thì là lỗi của ta rồi người đâu đi lấy thêm áo choàng cho ba vị đại nhân dâng cho mỗi người một bình trà nóng đi tiêu phương vội vàng nói Đà tạ lưu công công đa tạ lưu công công à, công công à tuy nói công công phụng hoàng mệnh mặc cho quan nhất phẩm quyền cao chức trọng dưới quân mệnh đều phải quỳ xuống nhưng trong quần thần chỉ có một kẻ ác thực sự người khác đều là vô tội cá ngài xem chư vị thượng thư đại nhân kìa đó là lục bộ kiểu khanh mà quỳ như thế không nói công công có phải nên khai ân hay không đấy lưu cẩn chăm chú nhìn ông ta rồi quay đầu nhìn một chút hiện tại cơn giận của lão đã dần giảm đi cũng cảm thấy lục bộ kiểu khanh quỳ như vậy có hơi quá bá đạo lại nói bên trong còn có người của mình nữa lưu cẩn thở dài một hơi vút cầm mà nói hey, thôi thì nề mặt của tiêu các lão vậy người đâu mời các thượng thư đại nhân đứng dậy các thượng thư được người đỡ sang một bên lập tức có vị quan viên của đô sát viện bất mãn đứng dậy hô lớn lưu cùng công ngôn quan vô tội đô sát viện chúng ta làm việc theo chức vụ người bị chúng ta hạch tội rất nhiều quan lại nào mà cũng có nhưng chưa thấy chúng ta dùng thủ đoạn thế này nào có chuyện giấu đầu hở đuôi như hôm nay đây Đô sát viện chúng ta oan uổng mà lưu cẩn sờ sờ cầm ừ, điều này có lý Ngôn quan thượng tấu Hiếu dụng thì hiếu dụng Vô dụng thì coi như y thả ra một cái rắm vậy Thật sự chưa ai từng truy cứu trách nhiệm của đô sát viện Bọn họ sợ cái gì Ừm, Nhất định là không phải bọn họ làm rồi Được rồi Người của đô sát viện đều đứng dậy cả đi lùi qua một bên Nghỉ ngơi một chút rồi đi Làm chuyện gì phải làm đi Quần thần bắt đầu xôn xao Nhưng Lưu Cẩn luôn miệng Bảo là phụng thánh dụ Lão không cho phép Dám đứng dậy Thì sẽ mắc tội kháng chỉ chấm đầu các quan viên đành phải cắn răng thầm chịu đựng lén lút đưa mắt nhìn ba vị nội các đại học sĩ ba người thầm thở dài hổ thẹn tránh đi ánh mắt của quan viên nhìn về phía hậu cung lưu cẩn ngang ngược ai có thể ngăn cản được đây trừ phi hoàng thượng nghe tới hỏi tới bằng không nào còn có cứu tinh nữa đây một con ngựa từ phía tây đi đến men theo con đường nhỏ giữa đồng ruộng chạy như điên cắt bụi mù mịt cả đoạn đường đã có những hạt tuyết lác đác rơi xuống lập tức người kỵ sĩ híp hai mắt nửa thân trên áp sát vào bầm ngựa để tránh gió khoái mã phi nhanh chợt có thôn phu giữa đồng vác quốc đi ngang qua lại nhìn không rõ bộ dáng của hắn cũng trong lúc đấy một con ngựa từ phía tây đi đến men theo con đường nhỏ giữa đồng ruộng chạy như điên cắt bụi mù mịt cả đoạn đường đã có những hạt tuyết lác đác rơi xuống lập tức người kỵ sĩ hít hai mắt nửa thân trên áp sát vào bầm ngựa để tránh gió khoái mã phi nhanh chợt có thôn phu giữa đồng vác quốc đi ngang lại nhìn không rõ bộ dáng của hắn ở phía sau lại là hơn 10 kỵ sĩ tiếp nhau mà đến chỉ vì đường ruộng nhỏ hẹp khó có thể cho hai con ngựa cùng chạy đi vội vàng dễ dàng va chạm bị thương cho nên mỗi con ngựa đều cách nhau hơn 10 trượng tại dương phủ cao lão trang đang làm hỷ sự trong tang có hỷ nghi thức này phải làm thế nào cao quản gia cũng không biết cũng may gia bộc mời được một vị sư phụ lạc khoa mạn biết kết âm hôn được lạc sư phụ chỉ điểm trong nhà không cần đổi thành sắc mặt vui mừng tất cả cứ theo các bước thành thân bình thường mà làm Điều quan trọng thật sự nằm ở chỗ bùa và chú ngữ của người làm may. Lúc này cao quản gia mới khẽ thở phào. Kỳ thực vị là khóa mạng này là một tên lửa gạt. Gã thật sự biết các bước và nghi thức kết âm hôn. Nhưng đó là thành thân giữa người chết với người chết. Theo gã bài bố, sau cùng lấy xương cốt của nhà gái từ trong mộ ra đắp chung một tấm mồ với bên nhà trai xem như đại công cáo thành. Về phần thành thân giữa người sống và người chết, gã cũng chỉ nghe người ta nói qua không biết về cái này. Tuy gã không hiểu nhưng lá gan lại lớn mười dặm tám làng thì gã sẽ kết một mối âm hôn gã không biết còn sợ đám cô nhi quả phụ mơ mơ hồ hồ này hay hay sao tiền của dương gia xuất ra thật là quá nhiều mà dưới sự sắp xếp của gã trên dưới dương phủ mặc một bộ màu áo thuần màu bạc khói lận lờ trên linh đường chống khánh chuông chập chõa đang làm siêu độ ngoài cửa lớn loảng xoảng mấy tiếng một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ treo lộ đỏ đặt ngoài cửa được mọi người trong nhà vây quanh Tuy nói thời tiết không tốt, gió rét thổi gấp, nhưng ngoài cửa lớn bách tính đến không ít. Cao Văn Tâm là người bản địa, tất cả người họ Cao ít nhiều cũng có chút thân thích. Còn có bách tính từng nhận ân huệ của nàng, đã đi mấy mươi dặm đường cũng là vì đến chúc mừng cho nàng. Bên kiệu còn có một con bạch mã, ngồi trên ngựa là một tiểu thư sinh, là một người tuấn tú, khiến những đại cô nương, những cô gái trẻ trong thôn nhìn mà hai mắt phóng hỏa, hận không thể nuốt cậu vào bụng. Chàng mặc một bộ áo bào trạng nguyên đầu đội mũ trạng nguyên trước ngực có thập tự đại đồng hoa trong lòng ôm bài vị của dương lăng chính là đường nhất tiên nữ cải nam trang thay mặt nghĩa huynh ngưng ngưng lạc họa mạn lắp bắp ngăn đường ngũ lại cầm một nắm kê vàng trong bát vẩy lên trời kéo dài rộng dương lăng dương lăng ta biết tên ngươi trời cao đường xa đi nhanh ngàn dặm kiều thế vào cửa anh linh đến gặp hay chưa rầm rập rầm rập rầm rập Trung đồng trong tay của gã vừa rung mấy cái thì bên phải xông ra một con ngựa hoàng phiêu đầy bụi đất trước cửa dương gia không đi thẳng ra đường lớn đều là rẽ sang phải đi ra ngoài lúc trước phu phụ dương hổ cưỡi ngựa rất gấp đến nơi đấy thì làm động tác người đứng ngựa trồm tuyết đẹp rồi mới xoay thân ngựa kỵ sĩ trên ngựa cũng vậy người đứng ngựa trồm bụi đen dưới chân cuồn cuộn giống như con ngựa kia là đằng vân giá vũ sau đấy tuấn mã chuyển hướng hí dài một tiếng chớp mắt đã đi đến trước cửa cuốn theo đám bụi đất kia đám phiên tử giận dữ đẩy bách tính dâng lễ nổi giận đùng đùng xông tới người trên ngựa không người hợp với lưng ngựa thành hình chữ nhất rồi mới dối eo ngồi thẳng dậy hắn nhìn thấy ở cửa kèn trống linh đình bên cạnh còn có kiệu hoa không khỏi hoảng sợ lập tức kinh nộ mà nói ta vừa mới chết thì cốt còn chưa lạnh là ai muốn tái giá vậy những lời nói này quá mức mạnh mẽ lập tức chống không gõ kèn không thổi nữa mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn có hương thân nhận ra dương lăng bỗng phát hiện người này cả người cả ngựa đều là bụi đất giống như là một con quái vật chui ra từ trong lòng đất vậy lại có tám phần giống với uy quốc công đã chết lại nhớ đến lời hắn vừa nói lập tức thét lên một tiếng thảm thiết m ma lập tức mười thành dân chúng đi hết bảy thành còn lại một thành bị dọa ngất hai thành đứng như trẻ chồng đám phiên tử rút cưng đao ra nêm lấp lo sợ dương lăng hồn nhiên không để ý hắn chật phát hiện tiểu tử trên bạch mã ở đối diện có hơi quen mắt quan sát cẩn thận không khỏi cười nói nhất tiên đường nhất tiên trừng mắt nhìn hắn hàm răng đánh lanh cách thân hình như bị sốt lắp bắp nói dương lăng nhảy vọt xuống ngựa nghênh diện đường nhất tiên nói đương nhiên là ta rồi mà muội ăn mặc thành cái bộ dạng quỷ quái này để làm cái gì vậy đường nhất tiên đã thực sự nổi giận tuy nói dương lăng tạ thế nàng cũng dương tâm Thế nhưng chết rồi thì huynh cứ ngoan ngoãn mà ở lại địa phủ đi thôi. Thế này là muốn dọa chết người mà. Vừa thấy Dương Lăng cười hì hì đi về phía nàng, mặt đầy bụi đất, nàng lại lên tưởng hắn bị trôn sống ở dưới chân núi. Đường Nhất Tiên đáng thương lại càng sợ hãi hơn, hai hàm răng va vào nhau lanh cách. Nàng muốn nhảy xuống ngựa chạy trốn, thế nhưng giày dính trong bàn đạp, làm sao cũng không rút ra được. Từ đầu đến cuối cứ ngọ ngoại, bóng chốc ngã xuống ngựa. Dương Lăng vừa thấy, liền ôm lấy nàng, Lạc Họa Mạn đứng trên bậc thềm nhìn thấy tình cảnh này liền buông lỏng ngón tay, cả chén hạt kê vàng toàn bộ đều ụp lên mu bàn chân của gã. Gã chỉ vào Dương Lăng, run run giọng nói: "Ngại ngại, ngài chính là Dương Lăng, Dương công gia sao? Xong rồi, xong rồi, Dương Lăng là đại tướng quân, từng giết người vô số, đây nhất định là sát khí rất nặng, thất đầu còn chưa làm đủ, nên nên âm hồn không tiêu tan, thật sự đã bị chu ngữ do mình bịa ra, gọi về rồi hay sao?" là quạ mạn lui về phía sau hai bước họa lên một tiếng lấy hết sức bình sinh nhanh nhất mà chạy đi chỉ cảm thấy dưới chân nổi gió sức bật đã vượt qua cả thỏ phát huy ra tất cả tiềm lực vốn có còn về phần thù lao của dương phủ thì sắp mất con mẹ nó mạng rồi ngươi cần thì ngươi lấy đi đường nhất tiên tiếp cận dương lăng nàng bị dọa thét lên một tiếng chói tay che mặt nhắm chặt hai mắt lên tiếng dương đại ca hay là huynh trở về đi thôi muội muội nhớ huynh nhưng muội cũng sợ huynh mà Huynh đừng ăn thịt muỗi Nàng vừa nói đến đây Thì có tiếng vó như sấm Từ ngã rẽ lại lao tới mấy con ngựa Lần lượt phi đến trước mặt Đường nhất tiên còn cho rằng cứu binh đã tới liền mở to mắt nhìn Nàng vừa nhìn đã nhận ra Đó là ngũ hán siêu rồi đại bồng trùy Vẫn chưa đến đêm hoàn hồn Bọn họ đã toàn bộ trở về rồi sao Đường nhất tiên dê lên một tiếng Sắp như chết ngất Nhưng cơ thể còn được con ma dương lăng này ôm lấy Nàng ngất cũng không dám ngất Lúc còn sống đại ca thương yêu nàng Ai biết sau khi chết rồi Hắn có hung tính đại phát Ăn thịt nàng hay không Nàng không sợ chết Nhưng nàng sợ ma lắm Còn Cao Văn Tâm ngồi trong kiệu Ăn mặc lộng lẫy Vút cát phục Tuyệt đẹp trên người Hàng lệ kìm không đặng Mà rơi xuống Ngày ngày trông Đêm đêm ngóng Mong ý chu nhân sớm ngày hồi kinh Nhưng nào ngờ Lại có một cái cục Làm tan hát có lòng người như vậy Thiếu nữ của thời đại này Thành thục rất sớm 15-16 tuổi chính là tuổi tương tư Nàng đã đôi mươi cái xuân xanh rồi lại là một năng chung biết rõ chuyện nam nữ trong mộng cũng không biết đã thấy cảnh xuân động phòng bao nhiêu lần giờ bỗng nghe tin dữ sự hụt hẫng và đả kích tâm lý mãnh liệt như thế này thực so với tuyết lý mai và ngọc tỷ nhi còn nghiêm trọng hơn ba ngày đầu nàng không ăn gì sáng hôm nay cũng chỉ ăn nửa bát cháo lại thêm tâm hồn chịu đủ đả kích tàn phá thần trí của nàng đều đã hơi tránh choáng chống nhạc của nào bên ngoài đối với nàng mà nói vốn giống như xa tận chân trời bỗng nhiên dừng lại Nàng cũng không có cảm giác gì, ngược lại, tiếng hét to kia của Dương Lăng đã gọi hồn nàng trở lại. Âm thanh đấy, âm thanh đấy chắc chắn là tiếng của Dương Đại Ca, nhất định là không sai. Cao Văn Tâm hai mắt đã có phần có thần trở lại. Chẳng lẽ vị lạc đại thần kia thật sự có phép thần thông, cuối cùng đã gọi được hồn phách của huynh ấy về hay sao? Hai tay của Cao Văn Tâm run lên, vươn tay muốn vén rèm kiệu lên xem thử hắn, nhưng lại sợ vừa vén lên thì mộng đẹp hóa không, tất cả đều chỉ là ảo giác của nàng đúng lúc này nàng lại nghe thấy một giọng nói to đại soái chúng ta gấp gáp trở về nhưng đã lo bỏ trắng răng rồi có lẽ trong nhà vẫn chưa biết đâu nhưng mà ai sắp cả đi vậy là đại bùng truy cao văn tâm không do dự nữa mạnh mẽ xốc màn kiệu lên lập tức xông ra ngoài bởi vì lao ra quá nhanh mũ phượng nặng nề bị màn kiệu vững phải rơi xuống đất để lộ ra một mái tóc đen huỳnh ấy huỳnh ấy đã thật sự trở về từ địa phủ để thăm ta rồi sao Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Cao Vân Tâm mới nhấc tả áo cưới, mắt đầy lệ nóng, nhìn chăm chú hắn, nước mắt tuôn rơi. Nhưng nàng lại cố gắng mở to mắt, không dám chớp mắt đến một cái, sợ trong nháy mắt đấy hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Cứ như vậy, nàng từng bước từng bước đi về phía hắn, bỗng nhiên mãnh liệt nhào đến, ôm chầm lấy hắn. Đường Nhất Tiên bị hai người ôm kẹp chặt ở giữa, muốn trốn cũng trốn không được, đến độ đã sắp ngất đi thì đúng lúc này nàng đột nhiên cảm nhận được hơi thở của dương đại ca có gì đó khác thường chẳng những huynh ấy thở mà hơi thở còn ấm dương đại ca huynh ấy cuối cùng cũng trở về cuối cùng tâm trí của cao văn tâm đã chín chắn hơn chỉ cần ôm lấy dương lăng nàng đã biết tình lang vẫn còn sống niềm hạnh phúc to lớn giống như một luồng điện mãnh liệt chạy khắp lan truyền toàn thân cao văn tâm kinh hỉ như sắp điên lên kêu khóc dương đại ca Cao Văn Tâm đã vứt bỏ đi sự kiêu ngạo của một thiếu nữ cao quý, mạnh mẽ, hôn lên môi của Dương Lăng. Chụt một cái, đôi môi anh đào của nàng hôn lên một cái mu bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và mịn màng. Đúng lúc này, Đường Nhất Tiên lại đưa tay ra, bưng kín miệng Dương Lăng lại, cái tay đấy thử xem có thở hay không, sau đấy, nàng sẽ giọng hét lớn, còn không có chút tục nữ nào. Đại ca còn sống, đại ca còn sống, Dương đại ca còn sống này. Bông tuyết đã rơi xuống, đây là cảnh đầu đông nhờ có gió bông tuyết bị thổi đến dưới hành lang lập tức có hai cẩm y vệ đến dựng một cây dù lớn cho lưu cẩn lý đông dương cũng không chịu nổi nữa đi đến trước mặt lưu cẩn chắp tay nói lưu công công tiếp tục như vậy cũng không phải là cách đâu một người gửi thư khiến văn võ toàn triều chịu phạt quỳ những cái này hoặc là Tư sinh yếu đuối hoặc là lão nhân gia giả cá hiện tại lại có tuyết rơi làm sao mà chịu được như vậy đấy dương đình hòa và tiêu phương cũng nhân cơ hội tiến lên khuyên nhủ tiêu phương lại càng bất an phải nói rằng những cổ nhân này luận trí tuệ thật sự không kém gì người thời nay chính sách phạt tiền của lưu cẩn và kế dùng thư nặc danh của tiêu phương qua ngàn năm vẫn không suy mãi cho đến ngày nay vẫn được người khác tôn làm khuôn vàng thước ngọc một phong thư tám phân tiền ít nhất cũng khiến người chán ghét đến nửa năm con cáo giả tiêu phương này đưa thư nặc danh vốn dĩ là muốn cho lưu cẩn tìm chút chuyện để làm lưu cẩn này lòng dạ hẹp hòi đặc biệt là hiện tại lại có chiều bằng vung có ai dám bắt họ bỏ chết trên đầu lão hổ đâu lão nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ này bên phía tứ xuyên đã nói cái chết của dương đại nhân vẫn còn có chỗ nghi vấn vậy thì mình cho lưu cẩn chút thuốc trước mắt khiến cho lão lơ là kéo dài thời gian tiếp nhận tây Sưởng, đủ để duy trì đến lúc có tin tức xác thực của dương đại nhân sao biết lưu cẩn này còn có lòng làm nên sự nghiệp Người mắng lão tham ô nhận hối lộ Lão có thể không quan tâm Nhưng người hạ thấp chính tích của lão Thì đã thật sự khiến cho lão nổi trận lôi đình Hơn nữa ở trên kim điện Lão đã nói một câu Là đàn ông thì đứng ra đây cho ra Bị quần thần nhạo báng Động tính này đã gây ra kết quả quá chớn Tiêu phương tự cảm thấy hổ thẹn với những quan viên này Nên lời nói cũng thành khẩn Ông chắp tay nói Lưu công công Ngài nghĩ xem Người đưa bức thư kia thấy cung công, công tức giận như vậy dám đứng ra thừa nhận hay sao Dù sao văn võ cả triều Đều bị đưa ra pháp trường Thì hắn cũng sẽ đưa ra chủ ý Pháp bất trách chúng Lấy mọi người làm đệm lưng cho hắn thôi Kẻ giả hoạt như vậy ngay để quần thần quỳ thêm 3 ngày ba đêm Cũng sẽ không có kết quả gì đâu Pháp bất trách chúng Ý chỉ những hành vi nào đấy Phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật Nhưng nếu có rất nhiều người làm như vậy Thì cũng khó mà nghiêm trị được Lưu Cẩn ngẫm nghĩ một hồi Rồi vỗ đùi nói Hey, lời này của các lão đã cảnh tỉnh ta rồi cứ tiếp tục như vậy quả thật cũng không phải là cách đâu người đâu gọi tất cả quan viên đứng dậy trở về kim điện chia lớp đứng ngay ngắn cho ta hm, ta xem thử ai ở gần bức mật thư mật giám đó nhất nào các đại thần bình sinh mới vào kim điện lần đầu mà không phải là lúc thường chiều dù sao cũng còn tốt hơn là quỷ ở ngoài điện không chỉ là gió to trời lạnh mấy người đấy cũng khá cứng đầu ngoại trừ hai chân TT tê tê thì chỉ có eo mỏi lưng đau những quan văn bình thường ít rèn luyện rất nhiều người cũng sụt rùi chảy hay hàng nước mũi đi theo sau Lưu Cẩn đang bị cảm mạo trở thành người cùng hội cùng thuyền Bá Quan đứng theo từng lớp Lưu Cẩn lại đặt cuộn giấy ở vị trí đấy bắt đầu chỉ huy Bá Quan diễn lại được được giờ thì tiến lên Hoàng thượng đã lên điện rồi Bá Quan hạ bái dừng 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 Lưu Cẩn đi một vòng xung quanh quần thần Nhớ ra vị trí của mấy người Sau đấy mới nói Được rồi phân ra văn võ Đứng hai bên Báo quan vừa đứng dậy Lưu Cẩn liền ngơ ngác Ê ngươi ngươi sao lại đứng bên đấy Còn ngươi nữa kìa Vừa nãy không phải là đứng bên kia sao Sao lại chạy ra đằng trước vậy Tất cả quỳ lại chỗ cũ cho ta đi Hay vị trí này thay đổi Ta nói đám các ngươi hợp nhau lừa ta có phải không nào Tất vân thấy không ra gì, lão ở trong cung nhiều năm như thế rồi mà vẫn chưa từng thấy chuyện như thế này. Vương Trấn năm đó kiêu ngạo như vậy, cũng không lấy bá quan ra làm trò đùa bỡn như vậy. Lại nói hiện tại lưu cẩn là dưới một người trên vạn người, chỉ cần hoàng thượng, sủng ái lão thì cũng không ai có thể đứng ngang với lão được. Nhưng thế cũng chưa phải là gì, không thấy ở dưới có rất nhiều quan viên mặt mày xanh mét đã dùng một ánh mắt quái dị nhìn lão hay sao. rồi cậy vào thâm niên của mình tất vân đi đến bên cạnh lưu cẩn khuyên rằng đại nhân như vậy không được quan viên từ tứ phẩm trở xuống đều có vị trí cố định cả lúc triều kiến cũng không chiếu theo phẩm bậc mà phân chia thứ tự đứng giờ lại thiếu đi chư vị của quan viên đô sát viện vị trí đứng đã rối loạn rồi không ai nhớ được lúc tảo triều ai đứng ở đâu nữa kìa người gửi thư có ngốc đến đâu cũng đứng về vị trí bắt đầu hay không đấy lưu cẩn nghe xong phát cáo nói vậy thì phái cẩm y vệ đi lục soát quý phủ của bọn họ cho ta thạch vân nghĩa đâu lập tức dẫn người đi lục soát thư phòng trong nhà của các vị quan viên tìm ra bàn tháo xem bọn họ còn có lời gì để mà nói nữa không đấy thiên hộ cẩm y vệ thạch vân nghĩa cười khổ nói ờ, à, cùng công ngài nói xem kẻ đó dâng bật dán cũng cẩn thận như vậy trong phủ có thể để lại bàn tháo để cho chúng ta lục soát nữa hay sao lưu cẩn bài bố quần thần dĩ nhiên là uy phong Thế nhưng hiện tại đã cư lưng hổ khó mà xuống được Không thể cứ như vậy mà xong việc chứ Lưu Cẩn tự cảm thấy không bước xuống được đài Không khỏi nổi giận mà nói Được vậy thì tất cả quỷ trong kim điện đi Hôm nay ta sẽ dây dưa với bọn họ Không tìm ra được thì đừng hòng Có ai được đi Các quan viên buổi sáng thượng chiều Chỉ ăn đơn giản chút đồ ăn Ở bên ngoài vừa chịu lạnh Vừa quỳ hết nửa canh giờ Trong bụng cơm đã không còn một hột Đến nước cũng không có một ngụm đã dần dần duy trì không nổi vốn dĩ còn một số quan viên nhẫn nhịn chịu đựng giờ cũng đã nổ cơn tam bành nhưng lưu cẩn một mực khẳng định là phụng thánh chỉ bản thân bọn họ thường ca tụng rằng quân muốn thần chết thần không thể không chết hiện giờ quân chẳng qua chỉ là muốn bá quan quỷ xuống còn ai có thể nói gì nữa đây trong kim điện im phăng phắc không khí áp lực khác thường trời mùa đông tối rất mau thời gian tấm cung cũng đến sớm mắt thấy sắp cấm cung rồi, bá quan vẫn không ai cung khai. Ti điện thái giám Tất vân tức giận, đứng dưới minh tiền bảo tọa, cao giọng mà nói. Trừ vị đại nhân, những điều trong thư viết đều là vì nước vì dân. Sao? Ngài làm phiền văn võ bá quan phải chịu khổ như vậy. Trong lòng cũng ai nấy không yên phải không nào? Tôi chỉ là một nô tài, không đọc được bao nhiêu sách vở, chưa từng thấy qua cảnh đời. Tuy nhưng tôi chỉ biết một người làm, một người chịu. Theo tôi vị đại nhân viết thư Vẫn nên tự mình đứng ra thừa nhận đi thôi Lưu Công Công cũng không thể giết ngài được đâu đúng không Cho dù có thật sự là phải chết đi chăng nữa Vậy thì cũng xem như là một trang hảo hán Hà tất phải liên lụy đến người vô tội như vậy Lưu Cẩn vừa nghe xong Giận đến biến sắc Giọng the thế nói Tất công công Ta đối với ngài lễ kính có thừa Ngài nói như vậy là có ý gì đây Là hủy đi chỗ đứng của ta hay sao Tất Vân kinh ngạc nói Lưu Công Công hả cớ gì nói ra những lời này Ta thấy người vô tội phải chịu liên lụy Bực tức mà thôi Hy vọng người thư, người thư kia có thể tự mình đứng ra Sao lại là đối nghịch với Lưu Công Công đây Lưu Cẩn cười lạnh một tiếng Giọng thét thế nói Những điều trong thư nạc danh Đều là vì nước vì dân cả Hắn vì nước vì dân Vậy ta bị thoá mạ toàn diện Ta há chẳng phải là phương hại nước hại dân rồi hay sao Ngài... Tất công công cũng biến sắc mặt nói Ây ra ta muốn kích kẻ đó tự mình giải thích kìa Đương nhiên phải nói cho dễ nghe một chút rồi Lại nói đại thần can gián Mặc kệ là người đó nói đúng hay không Đều phải xem như là vì nước vì dân Sao lại trở thành ta hủy đi chỗ đứng của ngài được Lưu Cẩn ngay cũng quá mức khẹp hòi rồi phải không Lưu Cẩn phát đống tay áo một cái Mắt đảo một vòng điểm như nói Hoàng thượng đã nói Người gửi thư nặc danh này là vọng ngôn loạn chính phỉ báng đại thần bụng dạ khó lường tất công công ngài lại có con mắt tinh đời có cách nhìn khác vậy vì nước vì dân hay hay cho câu vì nước vì dân ngài có vỗ mông ngựa thế nào thì trong mắt văn võ bá quan chẳng phải vẫn chỉ là một tên nô tài thôi sao tất vân bị lời nói âm dương quá khí của lưu cẩn khiến cho giận dữ lão vào cung từ những năm thành hóa ban đầu phục dịch cờ tích tân ti sau đấy thăng làm trưởng tùy phụng ngự vì biết chữ lại được điều đến tả ti tự phòng làm việc nhờ làm việc cần cù lão được hoàng trị đế tín nhiệm thăng làm tả ti phó rồi lại thăng làm ty chính quản lý chuyện thiên áp ký tên lên văn thư lúc lão được thăng làm hữu thiếu giám của ti thiết giám chăm lo sự vụ ti phòng lưu cẩn vẫn còn là một tiểu tử phục dịch tầm thường luận phẩm cấp kém lão không biết bao nhiêu lần sau khi lão thăng làm thái giám Lưu Cẩn mới làm lên quân sự trung cổ ti, hoạn quan trong cung đều được bên ngoài gọi chung chung là thái giám nhưng kỳ thực thái giám là một chức quan của hoạn quan là cấp cao nhất trong hoạn quan lúc vương nhạc còn tại thế lão chính là ti điện đại thái giám quản lý bá quan thượng triều bất kể là vương nhạc hay là phạm đình ai gặp lão cũng rất khách khí hôm nay vốn mang hảo ý lại bị lưu cẩn liên tục buông lời cay độc lão đã phát hỏa lập tức xông đến trước mặt lưu cẩn lý luận với lão ta lão là người thành thật nếu phải đấu võ mồm nào có phải là đối thủ của lưu cẩn lại thêm đám người thạch vân nghĩa tương trợ khiến cho tất vân tức giận đến chết đi sống lại người thành thật đã phát hỏa mới lợi hại lưu cẩn đang tiếp tục nói lão thì thấy tất vân chừng hai mắt mặt đỏ bừng giống như cái màu gà trống xông lên tát vào mồm lưu cẩn một cái gió to lần này lưu cẩn cũng nổi giận hai đại thái giám giữ võ dương ngoài ngay trên kim điện phải nói là những ngoại thần này thật sự kỳ thị hoạn quan tất vân rõ ràng là suy nghĩ cho mọi người nhưng văn võ võ quan không một ai đồng tình với lão Những người này vươn cổ nhìn Chỉ cảm thấy hả hê Không một ai lên tiếng căn ngăn Thật là hoài niệm Trường diện như thế này rất ít gặp Từ sau khi tiên đế ra đi Ngày trước nhớ Lý Đông Dương Nắm cả kim qua mãn điện Đuổi giết thọ đinh hầu rầm rộ Trông nhiệt huyết sôi trào biết nhường nào Bây giờ Lý Đông Dương cũng dần đã già Cũng đã trở thành quả cà phê xương Heo úa cả rồi lúc bấy giờ đám cầm y vệ rõ ràng là có ý trợ giúp hơn nữa thể trạng của tất vân cũng không bị được với lưu cẩn lưu cẩn thường xuyên cùng thái tử tinh lực có thừa leo mái lật ngói leo cây bắt chim tước tất vân bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lao đảo lùi về phía sau mấy bước sau đấy ngã lăn ra va vào hương đình trong chốc lát nắp hương đình đã bị rơi vỡ lần này lưu cẩn bắt chẹt ngược lại chỉ vào lão giọng thê hét lên tất vân ngươi ngươi thật to gan dám phá hỏng hưng đình, tội ác tay trời không thể tha thứ được. người đâu áp giải hắn xuống chờ xử lý cho ta. tật vân cũng sợ đến mê muội bị hai cẩm y vệ xông lên trực tiếp áp giải đi nhưng đến một tiếng cũng không dám la lên. kính thưa quý vị khán giả thân mến tập 145 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại.